Chào mừng các em đến với kênh Huệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 4 sẽ kết nối chi thức của cuộc sống. Cho nên xem bài giảng, Huệ Liêm đi cơm khá dễ hiểu. Các em sẽ ấn khuất và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 67 ôn tập số tự nhiên tiết số 2 trang 103, 104 nha. Giờ mình sẽ làm câu luyện tập câu số 1, mình sẽ điền chữ đờ nếu là câu đúng, điền chữ S nếu là câu sai. Mình xem câu A đúng hay sai. Số tự nhiên bé nhất là số 0 thì mình thấy là câu này đúng. Số tự nhiên bé nhất chính là số 0, đúng không? Số liền sau của số 1 triệu sẽ là 1 triệu 0 nghìn 0 trăm linh 1. Mình thấy là câu này đúng. Đúng này. Số liền sau có một số thì các em có thể lấy số đó cộng thêm một đơn vị nhé. Số tự nhiên lớn nhất là 9.999.999. Mình thấy là câu này sai. Vì số này chưa lớn nhất, có số cả tỷ mà, đúng không? Mới hàng triệu mà sao lớn nhất được? Như đây là câu sai. Câu D, trong dãy số tự nhiên không có số lớn nhất thì mình thấy là câu này đúng. Trong dãy số tự nhiên sẽ không có số lớn nhất nha. Chỉ có số bé nhất là số 0, không có số lớn nhất. Như là mình xong câu số 1, câu số 1 kem hiểu bài. Các em sẽ muốn hết video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2, chọn câu trả lời đúng. Câu A, con voi nào dưới đây nặng nhất? Ở đây mình sẽ có tất cả 4 con voi. Bây giờ muốn biết con nào nặng nhất thì mình so sánh. Mình thấy là so sánh cân nặng của cả con voi. Cả 4 số đều là số 4 chữ số, các em so sánh từ trái sang phải. Hàng nghìn đây là 2, 4, 4, 3. Như số 4 sẽ lớn hơn, như là hai số này, mình so sánh hai số này. Rồi hàng nghìn số 4 giống nhau mà so sánh hàng trăm, đây là số 8. Hàng trăm đây là số 9, số 9 nặng hơn. Thì mình thấy là con này sẽ voi này sẽ nặng nhất. Hoặc là các em nhìn hình dáng của nó cũng được, đúng không? Mình thấy là con này sẽ cao nhất và mập nhất nên nó sẽ nặng nhất nha. Đúng không? Còn hai con voi con này thì sẽ nhẹ hơn, đúng không? Như vậy là mình xong, mình sẽ chọn đáp án C, đúng không? Như vậy là câu A các em sẽ chọn đáp án C nha. 4.920 lớn nhất, con như vậy con voi này sẽ nặng nhất nha. Tiếp theo mình sẽ đến câu B, xe đạp nào dưới đây có giá tiền thấp nhất? Ở đây mình có 4 chiếc xe đạp. Xe đạp A sẽ có giá tiền là 5.350.000 đồng. Xe đạp này có giá trị tiền là 4.900.000 đồng. Xe đạp này có giá tiền là 5.700.000 đồng. Xe đạp này là 4.550.000 đồng. Mình thấy là cả 4 số đều là số có 7 chữ số. Mình so sánh từ trái sang phải nha. Xem giá tiền nào thấp nhất. So sánh hàng triệu 5, 4, 5, 4. Như là hai số 4 bé hơn, mình so sánh hai số này. Hai số này có hàng triệu giống nhau, mình so sánh hàng trăm. Còn ở đây là 9, ở đây là 5, 5 bé hơn. Như vậy xe đạp này sẽ bé hơn. Số tiền ở đây bé hơn, như vậy số tiền ở đây là thấp nhất. Như là câu này, câu B các em sẽ chọn đáp án D, đúng này. Như là mình xong câu số 2, câu số 2 các em hiểu bài. Các em sẽ bấm video hãy biết các em hiểu bài. Mình quan sát là các xe đạp này có hình dáng tương đối giống nhau, nó chỉ khác màu sắc, đúng không? Và chiếc xe này có màu sắc đơn giản nhất thì sẽ dễ tiền nhất, đúng không? Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3, mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nha. Cho biết số dân Việt Nam ở thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 96.208.984 người theo tổng cục thống kê. Câu A, người ta kêu làm tròn đến hàng nghìn, số dân Việt Nam có khoảng bao nhiêu người? Như câu A các em trả lời là làm tròn đến hàng nghìn, số dân Việt Nam có khoảng, như vậy số này làm tròn đến hàng nghìn. Hàng nghìn ở đây là số 8. Như vậy là bên phải số 8 là số 9, 9 lớn 5 làm tròn lên. Như vậy sẽ là 96 triệu 200 lên 9 nghìn người. Đúng rồi. Mình sẽ viết ở đây là 96 triệu 200 lên 9 nghìn người. Đúng này.
Tiếp theo là câu B, làm tròn đến hàng chục nghìn xuất gia Việt Nam có khỏe. Như vậy số này làm tròn đến hàng chục nghìn ở đây sẽ là số 0. Bên phải số 0 là số 8, 8 lớn 5 làm tròn lên. Như vậy sẽ thành là 96 triệu 1 210 nghìn. Mình sẽ viết đây là 96 triệu 200 mình 210 nghìn. Như vậy 96 triệu 210 nghìn. Câu C, làm tròn đến hàng trăm nghìn số dân Việt Nam có phải bao nhiêu? Hàng trăm nghìn ở đây là số 2, bên phải số 2 là số 0. Nên làm tròn số thành 96 triệu 200 nghìn. 96 triệu 200 nghìn. Như vậy là mình xong câu số 3. Câu số 3 kênh thứ bài, cái sống khích video hãy biết kênh thứ bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Câu số 4 cho biết số học sinh của 4 trường tiểu học Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Du và Lê Lợi là 2065, 1892, 2131 và 1868. Trong đó trường tiểu học Nguyễn Trãi có nhiều học sinh nhất. Trường tiểu học Quang Trung sẽ có nhiều học sinh hơn trường tiểu học Nguyễn Du, và số học sinh của trường tiểu học Lê Lợi sẽ là số lẻ. Như vậy là người ta nói là trường tiểu học Nguyễn Trãi có nhiều học sinh nhất, mình sẽ có bốn số đây, mình xem số nào lớn nhất thì chính là số học sinh của trường tiểu học Nguyễn Trãi. Như là bốn số đều là số có bốn chữ số, mình so sánh từ trái sang phải. 2000, 2001, 21, như vậy là hai số 2 lớn hơn, mình so sánh hai số này. Hai số này có hàng nghìn giống nhau, mình so sánh hàng trăm, đây là 0 đến 1, như số này lớn nhất. Như vậy trường tiểu học Nguyễn Trãi sẽ có số học sinh là 2131, đúng không? Giờ còn lại 3 số là 2065, 1892, 1868. Trong 3 số này có một số là số lẻ, chính là số học sinh của trường tiểu học Lê Lợi. Còn lại hai số này thì người ta nói là trường tiểu học Quang Trung nhiều học sinh hơn, thì xem số nào lớn hơn là của trường tiểu học Quang Trung. 18 giống nhau, hàng chục đây là 9, đây là 6, như số này chính là số học sinh trường tiểu học Quang Trung, còn lại sẽ trường tiểu học Nguyễn Du, đúng này. Như vậy câu số 4 các em làm như sao? Câu A, trường tiểu học Nguyễn Trãi có nhiều học sinh nhất nên trường tiểu học Nguyễn Trãi sẽ là 2131 này, đúng này. Tiếp theo là số học sinh của trường tiểu học Lê Lợi là số lẻ. Như vậy sẽ là số này, 2065 này, đúng không? Tiếp theo là trường tiểu học Quang Trung có nhiều học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, nên mình sẽ chọn số lớn hơn là 1892, đúng không? 1892. Số còn lại sẽ là 1868. 1868, đúng này. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Câu B, người ta kêu mình biết số học sinh của bốn trường tiểu học đó theo thứ tự từ bé đến lớn nha. Như câu B các em sẽ làm như sau. Số học sinh của bốn trường tiểu học theo thứ tự từ bé đến lớn là
Như vậy số học sinh của bốn trường tiểu học theo thứ tự từ bé đến lớn rồi. Như vậy số bé nhất ở đây sẽ là 1.868, đúng không? Tiếp theo sẽ là 1.892, 2.065 và số lớn nhất là 2.131, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài, câu xong khích video hẹp với kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 5. Giờ mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nhé. Từ bốn hệ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được số chẵn bé nhất có bốn chữ số là chữ số nào? Như vậy câu này em sẽ làm như sau. Như vậy từ bốn hệ số gồm có 0, 1, 2 và 3 có thể lập được số chẵn bé nhất có bốn chữ số này như giờ từ bốn hệ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được số chẵn bé nhất bốn chữ số là như vậy là mình cần lập một số có bốn chữ số. Mình sẽ để đại diện bằng bốn dấu chấm hỏi. Như vậy ở đây là số chẵn thì chữ số tận cùng ở đây phải là số 2 thì nó mới chẵn được. Giờ chữ số đầu tiên để bé nhất thì chữ số đầu tiên mình không thể chọn số 0 được, các em chọn số bé nhất có thể, ở đây là số 1. Chữ số hàng trăm mình chọn số bé nhất có thể là số 0. Còn lại số 3 các em nhớ bỏ vô đây luôn đó là được. Như kết quả là 1.032. Đúng này. Như là mình xong câu số 5, câu số 5 các em hiểu bài, xong khích video hẹp các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng thì hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em xong bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt tập kém nha.